Ung thư tuyến giáp có nên uống đông trùng hạ thảo hay không? Bà Độc đặt câu hỏi. Chào bác sĩ, cho em hỏi, mẹ em điều trị bệnh ung thư tuyến giáp thể nhú. Hiện tại mẹ em hay bị đau nhức cả người. Đi khám siêu âm và xét nghiệm máu thì không có gì bất thường. Em muốn mua thuốc bổ đông trùng hạ thảo cho mẹ uống thì có được hay không? Bạn thân mến, về câu hỏi của bạn được bác sĩ chuyên khoa 1 Lâm Thiên Huệ tư vấn như sau. Đông trùng hạ thảo là một loại thuốc đông dược cũng được sử dụng để bồi bổ cho bệnh nhân. Hiện tại thì không có nghiên cứu nào cho thấy đông trùng hạ thảo không được sử dụng ở các bệnh nhân ung thư, hay có một số trường hợp đặc biệt nào đó mà đông trùng hạ thảo không sử dụng được sẽ gây hại. Chính vì vậy, việc sử dụng đông trùng hạ thảo trong bồi bổ hàng ngày là có thể. Vì vậy, có thể tùy kinh tế gia đình của mình mà sử dụng cho bệnh nhân bạn nhé. Và xin trân trọng cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về cho chúng tôi. Mình chúc bạn và người thân sẽ có thật nhiều sức khỏe. Hãy đăng ký kênh Alo Bác Sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.